Chú anh chị và các bạn đã xem kênh Nhân Giả Đồng Quê. Sáng hôm nay Duyên chuẩn bị cái mâm bánh bò để mà bán bữa giờ ăn sáng nha ông bà cô chú. Chú Hải hả? Mới 10 ngàn đi. Mới vừa dọn hàng ra thì được chú Hải mở hàng nè. 10 ngàn hả chú? Không chạy xe rồi. Đấy. Lọt xe chạy ngang được rồi hả chú? Đây là bánh bò, là hôm nay là bánh bò đường hút lớn nha mọi người chú. Bánh bò hôm nay bác đưa hai quận hai sáng đi. Buổi sáng là mỗi lần buổi sáng là phải đưa hai chiếc không à? Cái màu này là cái màu của đường hút lớn nè. Nay chú Hải mở hàng con bán đắt, thiệt là đắt nha. Xíu hết rồi. Bánh bò, bánh bò đi. Bán hay gì ạ? Dạ. Bán thì mua. Thấy là ba. Dạ. Thì tại cái tánh gì ạ? Nghèo dữ luôn. Còn nó muốn gì đó. À, 6 cái con tặng cái luôn nha chú Hải. Vậy là má hàng cũng mãi. Dạ, má hàng cũng mãi. Kìa, xe ta chi kìa. Ông muốn bò đó. Đây, cho con gửi chú. Ô, con lấy bò để vô. Có, nó có bò rồi nè. Thôi, con lấy để vô con máng cho chú. Nghèo gì ta cho không ăn, ngu. Đây, con gửi đi ha. Cảm ơn chú. Bò ăn đi. Thôi. Mình chết rồi. Bà Tư. Ba cái 5 ngàn bà Tư ơi. Bánh gì quá. Bà Tư mua 5 ngàn, 10 ngàn chú. Bánh bò chú ơi. 10 ngàn hả chú? Dạ. Bán cho người ta đi. Dạ dạ. Chờ con xíu nha chú. Mua bò ở mì giống lắm. Dạ. Bữa nào chim chú chim ngon không chết nè, mì cho. Dạ. Thôi mày bán tao qua rồi. Bữa nào con bán cho bà Tư. Bán đi. Bữa nào bán. Ông chú chim bữa đó ngon ghê luôn á. Dạ. Màu trần nước thấy chừng. Bà ai nào đó hướng mãi hướng mãi. Dạ. Thôi tao gọt, gọt luôn. Thật tao thấy chiên mà chưa ngon. Còn người chiên ăn kỳ chứ chết. Dạ. Ăn đồ tao kén lắm. 6 cái. Khuyến mãi cái luôn nha chú. 10 ngàn khuyến mãi cái. Đâu, đâu. Bọt tắn nó thấy chưa. Dung giá dẹo luôn. Vậy bán 5 ngàn 3 cái. Dạ, 5 ngàn 3 cái. À, cho con gửi chú. Rồi. Cảm ơn chú nha. Bà Tư 5 ngàn. Bà Tư 5 ngàn. Có bà ổ bị chúng nó kìa. Dạ. Phối hợp bự quen. Cái cây của con sạch. Đấy là chúng tốt được mỗi bò không? Không muốn mì. Dạ. Tại con đưa mấy đứa đi học á bà Tư. Ừ, cái con đưa đi trễ. Bò này chưa ăn, bò bánh mì tối ăn. Nước cốt không bà Tư? Thôi, phải nước cốt. Thổi nước cốt. Dạ. Ồ, phải có hộp nhỏ ăn, bự quá bự. Dạ, tao dễ cô. Nó hào. Dạ, con gửi. Cảm ơn bà Tư. Chị ba 5 ngàn chị ba. Bắt tài hả? Dạ thôi, cái đều bán bánh bò bắt tài. Dạ. Chị ba rồi tới cô hai phải không? Rồi tới bà Út à. Còn nhiều lắm. Còn nhiều lắm, không sao, không sao, không sao. Này có mình nên chị ba ăn à, mua nhiều không ai ăn. 5 ngàn hả chị ba? Ừ, 5 ngàn thôi. 5 ngàn. 3 cái. Không có tiền đô, 2 đô mới có tiền, 2 Mỹ. Rồi em gửi chị, cảm ơn chị luôn, hồi tiền chị 5 ngàn. Rồi, tới cô 2 10 ngàn phải không? Dễ chanh kìa. Bà Út trước hả? 10 cái. 3 cái 5 ngàn. Bán 3 cái đi. 10 ngàn đi 7 cái. Hết tiền rồi 5 ngàn. 10 ngàn đi 7 cái.
Bánh bò chứ không phải bánh bèo. Dạ bánh bò. À, tưởng đâu đổ trong cái lon bia để nghĩ là bánh bánh bèo. Nghĩ sao bánh tiêu mà để trong cái lon bia chú Nam? Chắc mời mốt con đổ bánh tiêu trong lon bia nè. Thôi hết luôn đi. Hết luôn đi. Trời ơi. Thôi chắc này gác bán 10.000 năm cái. Thấy không? 10.000 năm cái à. Bán mắc quá à. Ới cái 1 triệu rồi. Dễ vậy. Kệ lại thiếu hà chắc hết trơn. Kệ cái đồ ế đâu không. Đến kỹ nghe chừng thiếu á. Năm sáu nè. Rồi tao khuyến mãi luôn cho 1 cái nữa. Rồi 7 cái 10.000. Rồi lấy nước cốt đây. Chưa la làng. Đây con gửi ơi. Nhiêu chú Năm? 10.000 luôn. Nhường luôn có hai. Nhường luôn. Ai mua 10.000 bán không bán. Giá này đắt quá, đắt à, dẹo luôn. Ăn mà nhứt thôi không ăn đâu bố ơi. Rồi cho con gửi chú Năm luôn. Cái bọc này thôi khỏi bọc, khỏi bọc luôn à. Rồi cảm ơn chú. Rồi tết của 20.000. Ông đi tài xe tài chút tư đó mà. Bánh bò chị 10.000 hả chị? Ồ, bố cho con cái bọc hả? Ừ, đừng hợp gió, cảm ơn bố luôn. Cho bố thêm cái bánh bò nha con. Dạ. Bố mua 20.000 đi con lặn 2 cái. Quánh mỹ. Bà bữa nay bà ăn khỏi cơm chị. Không ấy cho lon bia bán chai chai được không? Không, không lấy. Ba cái cả nó ngồi kìa, khách VIP nó ngồi kìa. Xeo mà thấy. Cô hai ơi, lấy chưa hay nhường nữa? Nhường nữa thôi la làng vậy. Dạ. Có nước cốt mà cho. Dạ có. Quên đi. Cảm ơn cô hai. Bà hai là Mỹ ra mua 10.000 coi. Hai Mỹ là mua khoảng 100 đô. 100 đô. Trời Phật cô, cái chuyện nghe ngộ, hồi hết bộ thăm không thì bà uống bà ô. Ô mà đầm quá à. Bà hai là Mỹ, ai mua thôi chứ còn mua là khổ. Chuyện nào chi cái chi nữa bà hai Mỹ. Ủa vậy. Cho học bài xin ế chứ bà hết. Mẹ. Đã anh cho cái bác ta mua. Cái gì cô hậu này nó không hậu. Đã là nhỏ ít hợp cho. Chạy trước hả? Cái rồi trang lại thực hiện luôn.
nhiêu con? 3 cái 5 ngàn. 5 ngàn hả? Bánh ba chung 10 ngàn ha. Hôm nay được chú Hải mở hàng 10 ngàn là bán 10 ngàn không luôn. Ơi, này mình thử ra phải quay vòng vòng cái cho nó chóc đấy. Rồi chị gửi luôn rồi. Đường Hiển đi học gì vậy hay hả? Rồi, cảm ơn cưng luôn nha. 30 ngàn đến ba. 5 ngàn tôi bán. 5 ngàn là mua bán. Bán bổ bơi, chắc này bán bổ bơi. Không bán là con ế bánh à. Cái nại hoài. Cái hoài. Bảy. Bà hai, trời ơi con nhóc luôn bà hai ơi. Bà hai 10 ngàn. Bà hai luôn mua 10 ngàn luôn. Bà Tư ơi, bánh bò nè bà Tư. Bà Tư ơi. Nãy giờ bán bò xong giờ bán bánh lết. Bánh lết. Rồi, cảm ơn bà. Không có nghỉ khỏe đi về mà chuyện gì. Bữa nay bán đắt quá đắt luôn rồi thử không mỏi ta, không nghỉ tay luôn. Mua 10 ngàn bánh bò này. Ăn nhất đó. Dài ha, mở dạ. Nó chịu ăn hay vậy chị ha? Cũng biết, chị mua chị nhiều kiểu đi. Theo bổ bữa nay theo khiếu nại bà hai hoài ha bà hai. Hai cái nha. Có năm muốn mua ăn dụng chưa nó tại chỗ đó mua đi. Đó mua ăn xin chừa. Bà hai nè, bánh bà hai ngon. Không bà hai mua ăn bà hai ngon. Vậy hả? Dạ. Bánh bà hai này ngon lắm. Thôi ngon. Bánh gì bánh. Bánh con bán không có ngon, bà hai ăn. Ủa bà hai mới ngon ha. Bà gì? Bà hai mới đãi rồi. Trả tiền tôi nghe chị ha. Trả tiền 10 ngàn đi, lâu lâu mà. Nè. Có 10 ngàn. Đủ 10 ngàn. Rồi, cảm ơn bà hai. Cho bà Tư đi. Bà Tư. Như bà Tư. 10 ngàn đi. 10 ngàn luôn. Wow, bữa nay bán 10 ngàn không à. Bây giờ phải gặp sớm mới mua cho nhí nó đem theo đi làm. Sớm đâu. Bởi vì giờ này là sớm của con đó. 5 giờ nó đi nhậu. Từ bữa nay em ta mình có ai. Con ơi, mình có nhau. Bà nghỉ hồi hết chắc. Dạ. Mày quay tới 100 ngày của ông bà. Bảy. Rồi con gửi bà Tư. Cò đây nữa. 10 ngàn. Rồi. Cảm ơn bà Tư. Như bốp. 10 ngàn. Thiếu nãy ta mới hỏi vậy. Mua 5 ngàn. Bởi vậy mua 5 ngàn là súng giao lại câu mô bốp. Đó, đó. Ông bà hai ra thiếu nãy lại.
đó. Bà hai bên Mỹ chưa chơi lên tiếng trước rồi đó. Sao tôi dám mua 5.000? Bởi vậy nãy giờ nãy giờ ngồi đất không à. Ôi da, ôi da. Bà hai nói nhiều chuyện mơ mối ở giá hết không ai cứ. Ủa còn còn được cứ được nữa hả bố? Bà hai có tự hỏi rồi đó. Vậy mà bà chưa chấp nhận đó mày. Ghê ghê ghê. Nó cứ bà hai tao kêu bà ừ đi. Là mình đi cho nó. Con đi năm chỉ bà hai ơi. Đó. Đó. Năm chỉ không hiểu. Chê à, năm chỉ chê à. Mấy cái rồi hồi đi lộn này bố nha. Hồi ra bán đâu 5 cái đi. Nó đem về ra tôi khiếu nại nè. Cái cô bác này ra lần nào cũng thích quay chứ. Dạ. Này cho con gửi bột. Có bột 10.000 luôn. Cảm ơn bột. Bà chính ơi. Nhiêu chín? 10.000. Có của chín 10.000 luôn. Nó bánh bèo không hay gì bánh bò? Bánh bò, bánh bò. Nhìn cái chung tưởng đâu bánh bèo không? Bánh bò đường khóc lóc. Bánh bò không mấy cô ơi. Bán 10.000 đó. 10.000 luôn không? Ừ. Trong ổ không mua ha. Chồng 10.000, vợ 10.000, sáng ăn sáng thẻ ghe. Bà hai 10.000. Bán nhà bà hai bữa nay được 30.000. Bữa nay nghỉ nấu cơm. Bữa nay nghỉ nấu cơm. Tao nói có tiền bỏ túi làm chi, mua tờ số chiều mất đi 10.000 mua bánh ăn nó bỏ bụng ra nó vậy. Mất tiêu 10.000 hả? Chiều mất tiêu 10.000. Rồi đã chín. Rồi. Cảm ơn chín lần. Hộp bánh bò 10.000 đầy dung trùng. Con đếm lộn đây à. Không, bữa nay 14 cứ việc đi, cứ việc chọc. Rồi, cảm ơn Út luôn. 3, 6, ôi còn có 10.000 nữa à. Bà hai, mão bà hai. Hồi nãy, bố, nãy bà hai nói còn nhiêu tao mão đó. Bà hai bữa nay chơi rồi. Bữa hết thì con. Con nhìn ra hết. Bữa nay bà hai quá dữ rồi. Bà hai lên Mỹ rồi. Này còn có 10.000 nữa. Vô học luôn đi. Vừa nhớ, vừa xin lùng, vừa ta lùng, vừa Mã Lai, mua chồng cô bác ơi.
hai hộp luôn. Giác này chi, giác này ế rồi, giờ chia ra trọng hộp, vợ hộp, ăn sáng khỏi tốn tiền tôi bún bổ rồi. Không, nghỉ bán rồi, giác này chưa ăn rồi, nghỉ bán rồi. Bán hỏi rồi lấy gì ăn? Ở vậy. Chồng 4 cái, vợ 3 cái. Ở vậy, chồng 4 cái, vợ 3 cái. Bố coi bán cái kiểu này ghét à, chắc đi Bình Dương luôn quá à. Bình Dương bán ít tương. Không có bây giờ đi Bình Dương còn về hả? Vậy này không biết đi đâu luôn rồi. Ở đây đi. Đó được á ba hai. Rồi còn hai hộp gì chưa lại ăn sáng luôn. Khỏi khỏi đi mua cái khác. Cái phần quan trọng, cái phút quan trọng bán cuối cùng tính tiền. Trời, đây buổi sáng hôm nay cái tiền này điện thoại của gì để ghi. Hôm nay bán bánh bò được bấy nhiêu tiền, coi còn sót ngàn nào không. Hết rồi. Hai, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn. À, hôm nay bán được 140.000 cái mâm bánh bò. À, thì Diệp cũng xin tạm dừng video tại đây nha. À, nếu ông bà cảm thấy thích video của Diệp, hãy cho Diệp một lượt đăng ký và một like nha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video kỳ sau. Bye bye.